Trong cuộc họp của chiến lược châu Âu IANTA ngày 13 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng chỉ có hai cách để kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine, hoặc là các lực lượng chiếm đóng của Nga bị đẩy ra khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một quá trình ngoại giao được thiết lập để đảm bảo sự giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ Ukraine trên con đường hướng tới chiến thắng. Trong cả hai kịch bản, Ukraine phải đủ mạnh, Mỹ có thể giúp điều đó. Ông Zelensky cũng cho biết kế hoạch tổng thể về chiến thắng mà ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ có thể trở thành cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài và việc thực hiện đầy đủ công ước hòa bình của Ukraine. Ông tin rằng bất kỳ ảo tưởng nào về khả năng đàm phán với Nga hoặc đặt ra các ranh giới đỏ mới chỉ làm kéo dài thêm cuộc xung đột. Ông Zelensky nói, nếu chúng ta đều muốn một ngày nào đó nghe thấy cụm từ cuối cùng hòa bình thực sự đã đến với Ukraine, chúng ta phải nghe ngay rằng Ukraine đủ mạnh để chiến thắng. Đây sẽ là sự đảm bảo cho hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loại bỏ việc đàm phán với Ukraine. Ông Putin trước đó khẳng định, đàm phán đi tới kết thúc xung đột phải dựa trên tình hình thực tế, trong đó có việc công nhận 4 tỉnh của Ukraine đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga. Nga cũng cáo buộc phương Tây đã làm mất đi cơ hội đàm phán ngay khi cuộc xung đột bắt đầu vào mùa xuân năm 2022 khi họ thuyết phục Ukraine từ bỏ đàm phán với Nga. Cuộc xung đột đang có nguy cơ bị đẩy tới một ranh giới đỏ khác khi phương Tây thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng vào đêm ngày 13 tháng 9. Các nhà lãnh đạo đã thể hiện sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine khi nước này tiếp tục phòng vệ trước sự xâm lược của Nga. Nhà Trắng cho biết, họ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Iran và Triều Tiên cung cấp vũ khí hủy diệt cho Nga và sự hỗ trợ của Trung Quốc với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. John Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng về truyền thông chiến lược cho biết, Mỹ không đưa ra bất kỳ thông báo nào vào ngày 13 tháng 9 về việc thay đổi chính sách cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa. Đến nay, Mỹ vẫn chưa đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ban đầu, Ukraine muốn sử dụng các tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công các căn cứ không quân của Nga. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết 90% máy bay Nga phóng bom lượn, một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với Ukraine, đang ở các sân bay ít nhất 300 km, xa hơn vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Điều này làm cho chúng nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa ATACMS. Ukraine hiện muốn sử dụng tên lửa tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự của Nga, các kho nhiên liệu và vũ khí, cũng như các nơi tập trung quân đội. Ngoài các tên lửa ATACMS của Mỹ, Kiev muốn thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga bằng cách sử dụng các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và các tên lửa SCALB gần như tương tự của Pháp, trong khi Anh dự kiến sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của Mỹ trước khi dỡ bỏ các hạn chế đối với các tên lửa Storm Shadow. Một nguồn ngoại giao của Pháp cho biết Paris không cần sự cho phép của Washington để Ukraine sử dụng các tên lửa của Pháp. Hôm 12 tháng 9, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào của phương Tây cho phép Kiev sử dụng các vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu ở Nga sẽ kéo NATO vào cuộc chiến với Nga, đánh dấu một sự gia tăng mạnh mẽ trong các phát biểu của ông về cuộc chiến. Liên minh châu Âu cho biết những lời đe dọa của Putin sẽ không làm thay đổi lập trường của EU về việc ủng hộ Ukraine. Ukraine đã nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất. Theo các nguồn tin được Bloomberg đưa tin vào ngày 31 tháng 7, thời hạn giao máy bay vẫn được ấn định vào cuối tháng này và đã được tôn trọng. Đầu tháng 7, chính phủ Hà Lan sắp mãn nhiệm cho biết mọi công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao F-16 đã hoàn tất và việc chuyển giao sẽ sớm diễn ra. Bloomberg lưu ý rằng không rõ liệu phi công Ukraine được những người ủng hộ phương Tây của Kiev đào tạo để vận hành máy bay có thể sử dụng được máy bay chiến đấu ngay lập tức hay không. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Dana Davidyan đã từ chối bình luận khi được Bloomberg liên hệ. Chưa rõ máy bay được nước nào gửi đến. Năm ngoái, một nhóm các quốc gia NATO bao gồm Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển đã thành lập cái gọi là Liên minh F-16. Hy Lạp, Mỹ, Bulgaria và Pháp sau đó cũng đã tham gia. Trong khi một số quốc gia bao gồm Hà Lan và Đan Mạch đã cam kết cung cấp cho Kiev lần lượt là 24 và 19 máy bay từ kho dự trữ của họ, thì những quốc gia khác đã cam kết đào tạo phi công Ukraine. Na Uy gần đây cũng đã tuyên bố sẽ tặng 6 máy bay chiến đấu cho Kiev. Moscow nhiều lần đã tuyên bố rằng F-16 giống như các loại vũ khí khác của phương Tây cung cấp cho Kiev sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga sẽ phá hủy các máy bay như đã làm với các thiết bị khác của Ukraine vào đầu năm nay.
tuần trước, chỉ huy quân sự cấp cao của Kiev, Alexander Sinsky, thừa nhận với The Guardian rằng quân đội Ukraine sẽ phải hạn chế sử dụng F-16 để tránh bị lực lượng Nga bắn hạ. Vào thời điểm đó, vị tướng này cho biết Moscow có năng lực hàng không vượt trội và thế hệ phòng không rất mạnh, đồng thời nói thêm rằng máy bay do Mỹ sản xuất sẽ phải cách xa hàng chục km so với tiền tuyến để tránh rủi ro nghiêm trọng. Trước đó, một công ty tư nhân của Nga đã treo giải thưởng 15 triệu rúp, tương đương với 170.000 đô la Mỹ cho ai phá hủy được chiếc F-16 đầu tiên trong cuộc xung đột. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng mức hỗ trợ ngày càng gia tăng mà các quốc gia phương Tây dành cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và gây ra đau khổ cho con người. Việc tiếp tục cung cấp vũ khí ngày càng nặng hơn cho Ukraine cũng khiến cho người ủng hộ phương Tây của Kiev trở thành những người tham gia vào cuộc xung đột. Theo tuyên bố của Nga, các quan chức cấp cao ở Moscow, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã gọi cuộc khủng hoảng Ukraine là một cuộc xung đột ủy nhiệm do Washington và các đồng minh NATO tiến hành chống lại Nga. Thiếu tướng Alodinov cho biết, tổn thất không thể khắc phục của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 700.000 quân nhân. Theo RIA Novosti, Thiếu tướng Avdi Alodinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Azmat, cho biết những tổn thất không thể bù đắp của lực lượng vũ trang Ukraine dọc chiến tuyến đã vượt quá 700.000 quân nhân. Những tổn thất không thể khắc phục của phía Ukraine cho đến nay đã vượt quá con số 700.000 người. Về vấn đề này, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp khó khăn lớn và sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, Thiếu tướng Alodinov nói rằng quân đội Ukraine đã hoàn toàn mất đi tuyến phòng thủ đầu tiên trong khu vực hoạt động đặc biệt ở Donetsk và quân đội Nga ở đó có cơ hội điều động theo các hướng khác nhau. Hôm 17 tháng 7, tướng Alodinov đã cho rằng chính quyền Ukraine đã nhận ra rằng cuộc chiến của họ đã thất bại. Thiếu tướng Alodinov từng nhiều lần tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sắp kết thúc. Thiếu tướng Nga nói hồi đầu tháng 7 rằng, chúng tôi dự định kết thúc cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt trong năm nay. Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ kết thúc chiến dịch vào mùa thu tới. Tôi đã nói điều này vào năm 2022, 2023 và 2024. Hồi tháng 6, ông Alodinov cũng đã nhận định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ hoàn thành vào năm 2024 với việc lực lượng Nga đánh bại hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà lãnh đạo chính trị của phong trào Hamas Ismail Haniyeh là người đối thoại chính trong thảo luận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza. Nhà phân tích chính trị và chính sách đối ngoại Barak Ravid của CNN đã cho biết, sự ra đi của nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh là hoạt động quan trọng đầu tiên của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Quân đội Israel đã nói với CNN rằng họ không phản đối các báo cáo trên phương tiện truyền thông nước ngoài. Sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin về sự ra đi của ông Haniyeh, chuyên gia Ravid cho biết, mặc dù vị lãnh đạo này không phải là nhân vật quan trọng về mặt quân sự, nhưng ông này chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế của nhóm và là người đối thoại chính với các trung gian Ai Cập và Qatar về thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza. Nhà phân tích nói rằng, vụ ám sát ông ấy sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc đàm phán đó. Theo Ravid, chính phủ Israel coi Haniyeh là một trong những người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas và chính quyền Israel đã tuyên bố sẽ truy lùng những người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công cách đây 10 tháng đã khiến cho Trung Đông rơi vào xung đột. Ông Ravid cũng đánh giá vụ ám sát này chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Một quan chức của Hamas cũng cho biết nhóm này sẵn sàng trả giá sau khi nhà lãnh đạo chính trị của nhóm Ismail Haniyeh bị sát hại tại Tehran. Theo CNN, quan chức Hamas Sami Abu Zuhri cho biết, chúng tôi đang tham gia vào cuộc xung đột công khai để giải phóng Jerusalem và chúng tôi sẵn sàng trả giá, dù cái giá đó ở mức độ nào đi nữa. Trong khi đó, đài truyền hình Al-Nasa có liên hệ với Hamas đưa tin đã có những lời kêu gọi người dân Palestine tiến hành một cuộc tổng đình công sau khi có tin về sự ra đi của nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Washington vừa thực hiện một đợt không kích ở Iraq để tự vệ. Một quan chức của Mỹ cho biết, một cuộc không kích đã diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang cực kỳ căng thẳng sau vụ tấn công của Israel vào Beirut mà Israel tuyên bố đã loại bỏ chỉ huy cấp cao nhất của lực lượng Hezbollah. Chưa rõ cuộc không kích của Mỹ có phải đã gây ra các vụ nổ tại một căn cứ ở phía nam Baghdad của lực lượng động viên nhân dân Iraq hay không. Đây là lực lượng an ninh chính thức, trong đó có một số nhóm vũ trang thân thiết với Iran. Theo nguồn thông tin cảnh sát và y tế, các vụ nổ đã khiến cho 4 người tử vong và 3 người khác bị thương. Trong tuyên bố đưa ra sau các vụ nổ, lực lượng động viên nhân dân không cáo buộc bên nào phải chịu trách nhiệm.
một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington thực hiện cuộc tấn công vì mối đe dọa nhằm vào lực lượng liên quân đóng tại Iraq. Quan chức này không nói về bất kỳ thương vong nào. Tuần trước, nhiều tên lửa đã được phóng về phía căn cứ không quân Ain al-Assad, nơi đóng quân của lực lượng do Mỹ dẫn dắt. Các nguồn tin Mỹ và Iraq cho biết không có nhiều thiệt hại hoặc thương vong nào được báo cáo trong các vụ tấn công đó. Các quan chức Mỹ khẳng định không có tên lửa nào bắn trúng căn cứ. Đây là một cuộc không kích đầu tiên của Mỹ tại Iraq được biết đến kể từ tháng 2 năm nay, khi quân đội Mỹ tiến hành hàng loạt vụ không kích tại Iraq và Syria nhằm vào hơn 85 mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các lực lượng dân quân thân Tehran. Iraq là đồng minh của Tehran và Washington, vừa tiếp nhận khoảng 2.500 binh lính Mỹ đồn trú và vừa có lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn. Nhiều cuộc tấn công trả đũa đã xảy ra ở Iraq từ khi nổ ra cuộc xung đột Israel-Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Theo một báo cáo trên trang web quân sự Bulgarian Military, 4 máy bay chiến đấu F-16 đã được tìm thấy trên bầu trời Odessa ở miền nam Ukraine. Do lo ngại bị quân đội Nga bắn hạ, mảnh vỡ của máy bay chiến đấu F-16 sẽ bị quân đội Nga thu giữ, nên Bộ Tham mưu NATO yêu cầu tiêm kích F-16 thực hiện nhiệm vụ ở miền nam Ukraine, đặc biệt là bán đảo Crimea. Do Crimea ba mặt đều được biển bao vây, nên dù máy bay F-16 có gặp sự cố thì việc cứu hộ cũng sẽ thuận lợi hơn. Các máy bay chiến đấu F-16 này được cho là đã cất cánh từ Romania và quay trở lại căn cứ không quân Romania sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Truyền thông Nga suy đoán đây có thể là lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phi công Ukraine lái để bay thử nghiệm. Trước đó, những chiếc F-16 này đã được cất giấu ở Ba Lan hoặc Romania. Bộ Quốc phòng Romania nhanh chóng phủ nhận thông tin các máy bay F-16 xuất phát và trở lại căn cứ của nước này và cáo buộc phía Nga truyền bá thông tin sai lệch. Nhưng cho dù như vậy, động thái mới của máy bay F-16 chắc chắn sẽ gây thêm sự phức tạp mới cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nga trước đó đã cảnh báo rằng nếu máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine được triển khai ở nước thứ ba và tham gia các hoạt động quân sự ở Ukraine, Nga sẽ coi các sân bay của nước thứ ba đó là mục tiêu tấn công quân sự. Điều này có nghĩa là Nga không loại trừ khả năng sử dụng tên lửa Iskander để tiến hành các cuộc tấn công chí mạng vào các căn cứ không quân ở Ba Lan hay Romania ở bất cứ lúc nào. Theo các hãng truyền thông Nga, địa điểm F-16 xuất hiện là ở Odessa, nơi có vị trí chiến lược. Trước hết, nó chỉ cách bán đảo Crimea 180 km. Các nhà phân tích nhìn chung cho rằng, sự xuất hiện của F-16 đồng nghĩa với việc Ukraine có thể hành động chống lại các địa trận phòng không của Nga trên bán đảo, từ đó giành được vị thế đàm phán có lợi hơn cho mình. Thứ hai là Odessa, là thành phố cảng lớn nhất trên bờ biển Đen. Từ thế kỷ thứ 18, đây đã là cảng biển Nga mong muốn có được nhất. Trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, khối lượng vận chuyển hàng hóa hàng năm của Biển Đen đã đạt con số kinh ngạc là 1,7 triệu container. Ngoài ra, đây còn là tuyến đường năng lượng đẳng cấp thế giới, kết nối các tuyến vận chuyển dầu khí từ Trung Đông tới Nga. Đối mặt với bối cảnh chiến lược như vậy, NATO từ lâu đã tập trung nhắm vào Biển Đen và Crimea, đồng thời tăng cường tiếng nói của mình bằng cách thu hút Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Biển Đen khác. Năm nay, Romania đã công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng căn cứ không quân Mikhail Kogeninianu để trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của NATO. Xem xét thấy căn cứ này không chỉ gần Constanta, thành phố cảng lớn nhất trên Biển Đen, mà còn rất gần biên giới Ukraine và Odessa, ý đồ của NATO rất rõ ràng nhằm mục đích phong tỏa Nga ở Biển Đen. Tất nhiên, cũng có khả năng NATO chuẩn bị ứng phó việc quân đội Nga tấn công F-16 nếu xảy ra tình huống F-16 đụng độ với lực lượng phòng không Nga. Nhiều khả năng nó sẽ bị rơi xuống Biển Đen. NATO sẽ có thể cấp cứu kịp thời để đảm bảo những bí mật cốt lõi của máy bay chiến đấu này sẽ không bị rò rỉ. Trong bối cảnh đó, quyết định tiến hành các hoạt động nhắm vào các khu vực Biển Đen quan trọng như Odessa và Nikolaev nhằm giải quyết cơ bản các mối đe dọa tiềm tàng. Gần đây, Nga đã huy động nhiều loại vũ khí hạng nặng như bom FAB-3000 với tốc độ cực kỳ cao oanh kích các tài sản quân sự quan trọng của Ukraine. Sau đó, máy bay không người lái cảm tử Geranium-2 của Nga đã lần lượt thực hiện các cuộc tấn công chính xác, đặc biệt là ở cảng Izmail, nơi đã xảy ra vụ nổ dữ dội. Có thể thấy, một loạt hành động quân sự này của Nga không chỉ gây thiệt hại lớn về vật chất cho Ukraine, mà còn có tác động tâm lý sâu sắc đến Ukraine và các đồng minh. Mỹ thừa nhận rằng họ không thể một mình đảm bảo sự thành công của Kiev trong cuộc đối đầu với Nga. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu James O'Brien đã tuyên bố: "Tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng ta đã không thể một mình chiến đấu trong cuộc xung đột này", ông O'Brien nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Ông nói thêm rằng Washington khi hợp tác với các đồng minh ở châu Âu đang nỗ lực không chỉ trong việc tăng cường hỗ trợ Ukraine
mà còn để đảm bảo khẳng định kinh phí được phân bổ cho những nhu cầu này được sử dụng một cách hợp lý. Theo ông O'Brien, Mỹ và các đồng minh NATO đang bắt đầu phát triển một chiến lược mới để tiếp tục tương tác với Nga. Đại diện Bộ Ngoại giao cũng đã đề cập đến tình hình trong bài phát biểu của mình, lưu ý rằng Mỹ đang nỗ lực giúp nước này giành được sự độc lập về kinh tế và năng lượng. Ông nói thêm rằng Armenia gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Nga về năng lượng và kinh tế. Chúng ta cần đa dạng hóa chính sách để Armenia có thể thực hiện được những bước đi táo bạo mà Thủ tướng Nikol Pashinyan đang thúc đẩy nước này thực hiện. Điều đó có nghĩa là cắt đứt quan hệ với Nga. Trong khi đó, chuyên gia người Anh Alexander Mikuris đã cho biết trên blog của mình rằng quân đội Ukraine sẽ không thể giữ được Chasovia lâu do sự tấn công dữ dội của người Nga. Nhà phân tích dự đoán, tình hình gần Chasovia đã đến mức nghiêm trọng. Hiện nay, các đơn vị tốt nhất của quân đội Ukraine đã có mặt ở đó, nhưng rõ ràng là ngay cả họ cũng sẽ không thể giữ được thành phố lâu. Theo Mikuris, sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine tại địa phương này là vấn đề tương lai gần. Chuyên gia lưu ý rằng vị trí quân đội Ukraine ở các khu vực khác nhau của đường liên lạc gây ra mối lo ngại lớn. Vụ nổ làm rung chuyển kho dầu của Nga trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết một kho dầu của Nga đã bị tấn công qua biên giới vào đêm qua trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất vào các cơ sở do Ukraine thực hiện nhằm cản trở khả năng tiến hành xung đột của Nga. Bộ Tổng tham mưu Kiev cho biết vào ngày 28 tháng 7 theo giờ địa phương rằng lực lượng của họ đã tấn công vào kho dầu Polyova ở khu vực Kursk nằm phía bên kia biên giới đông bắc Ukraine. Bộ Tổng tham mưu cho biết hoạt động này được thực hiện một phần bởi cơ quan an ninh SBU của Ukraine. Kho hàng này trước đó đã bị nhắm làm mục tiêu giữa tháng 2. Ukraine thời gian qua liên tục nhắm mục tiêu vào các kho chứa dầu và các nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái tầm xa, làm giảm lượng xuất khẩu dầu của Nga với hy vọng cắt đứt nguồn tài nguyên mà Moscow có thể chuyển vào cuộc xung đột chống lại nước láng giềng phía Tây. Thống đốc khu vực Kursk Alexei Smirnov cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu và ba thùng nhiên liệu đã bốc cháy, không có ai bị thương. Smirnov cho biết thêm, trong một tuyên bố sau đó, thống đốc cho biết rằng hệ thống phòng không đã phá hủy hai máy bay không người lái, trong đó các mảnh vỡ rơi xuống một máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn cho một ngôi nhà ở thị trấn Mendevka ở phía nam của thành phố Kursk. Một thiết bị nổ đã được thả từ trực thăng của Ukraine xuống một tòa nhà dân cư ở Sunza, một khu định cư ở Nga gần biên giới vùng Sumy, đông bắc Ukraine. Một cư dân địa phương đã bị thương, Smirnov cho biết. Ngày 28 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã ngăn chặn và phá hủy 5 máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Belgorod và 2 máy bay không người lái ở Kursk. Sau đó, Moscow tuyên bố trong các tuyên bố tiếp theo rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Nizhny Novgorod ở phía đông Moscow và một phương tiện không người lái khác đã bị phá hủy ở Belgorod. Ukraine cho biết kho Kursk đã được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Nga, đồng thời nói thêm rằng cơ sở này chứa 11 bể chứa với tổng thể tích là 7.000 mét khối. Thông báo của quân đội Ukraine cho biết, theo thông tin tình báo, hệ thống phòng không của đối phương đang hoạt động trong khu vực của cơ sở này. Những vụ nổ mạnh và hỏa hoạn đã được ghi nhận, có thể liên quan đến các xe tăng chứa sản phẩm dầu. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết cơ sở thứ hai, một trạm biến áp điện cũng ở khu vực Kursk, cũng có thể đã bị hư hại. Kênh Telegram Baza được cho là có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga, cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã diễn ra vào 1 giờ sáng. Chia sẻ cảnh quay cho thấy một số bồn chứa dầu bốc cháy. Vào tháng 3, The Financial Times đã đưa tin rằng Mỹ đã thúc đẩy Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga vì lo ngại giá dầu toàn cầu tăng đột biến và nguy cơ bị Nga trả đũa. Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine trước đây cũng đã từng nói rằng nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp.